những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa. Dù có bao gian khó, hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay. Tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong. Năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó. Đến toàn thể các bạn trong lớp, có mặt ở đây cũng như là lớp mình. Sau đó là gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã thu xếp thời gian để đến với nhau hôm nay, gặp gỡ sau 16 năm chúng ta ra trường. Nhưng mà phải nói là nó ra 16 năm thời gian thật là đáng sợ. Gì mà chúng ta đáng sợ quá lâu rồi chúng ta không gặp. Nhưng mà lúc này là chuyện này hôm nay gặp các bạn này, các bạn thành đàn là tớ rất là mừng luôn đấy. Tôi chỉ vì một cái bức ảnh mà Facebook nó nhắc lại. Chỉ vì bức ảnh à? Tôi phải bảo ngay là Chiến ơi, quả này phải triển luôn đi, được bao nhiêu thì được, triển luôn đi. Đúng rồi, thế là tôi cũng phải nhờ cảm ơn Facebook, sau đó là cảm ơn các bạn đã động viên. Tôi quyết tâm cảm ơn chửi bới rồi là lôi quyết tâm để nói như thế. Mặc dù là các giọng trẻ có người này người kia, người bàn xa người bàn bám, nhưng tôi thấy các bạn đã quyết tâm và nó rất là đột xuất. Chỉ vì đột xuất như thế chúng ta được như hôm nay, và tuy là đột xuất nhưng chúng ta gặp mặt ở đây cũng rất là đông đủ. Hôm nay nhân có ly rượu, tôi gửi lời cảm ơn cũng như là chúc sức khỏe tất cả mọi người ở đây. Và chúng ta nâng ly với nhau. Nước mắt không rơi, sau này ta sẽ có tất cả, nhưng không có chúng ta. Những tháng ngày sau đó